Thưa quý vị, sáng ngày hôm nay 16 tháng 7, thực hiện lời hứa của mình, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân đã đến điểm nóng Thủ Thiêm để thăm người dân ở khu tạm cư và tái định cư, và cũng như những buổi tiếp xúc khác với các quan chức của thành phố, rất đông người dân đã nghỉ làm, tập trung về đây từ rất sớm, tiếp tục bày tỏ bức xúc cầu cứu Bí thư Nhân. Nhiều người mang theo giấy tờ hồ sơ trên tay, hy vọng được trình bày với người đứng đầu Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh để sự việc sớm được xử lý, giải quyết dứt điểm, giúp họ ổn định cuộc sống. Một số người khác tỏ thái độ bức xúc, la lối, gọi tên những lãnh đạo quận 2 và các sở ngành trước đây đã tháo dỡ, cưỡng chế nhà họ trái pháp luật. Lực lượng an ninh đã phải chặn thang máy vì quá đông người ùa theo, muốn đi theo ông Nguyễn Thiện Nhân để cầu cứu. Trong chuyến thăm kéo dài một tiếng đồng hồ, Bí thư Nhân đã ghé thăm hai hộ dân ở Thủ Thiêm đã đồng ý tạm cư. Ghi nhận ý kiến của người dân, người đứng đầu Thành ủy khẳng định muốn giải quyết ngay các kiến nghị của bà con nhưng vẫn phải làm đúng quy định, cần có thời gian và hướng xử lý. Trước đó, ông Nguyễn Thiện Nhân có cuộc tiếp xúc với người dân Thủ Thiêm kéo dài 7 tiếng với tổng cộng 140 cử tri đăng ký trình bày, con số kỷ lục từ trước đến nay. Các ý kiến tập trung vào nội dung đất nằm ngoài ranh giới quy hoạch nhưng bị chính quyền cưỡng chế trái phép, giá bồi thường quá rẻ, chậm giải quyết khiếu kiện, đề nghị xử lý nhóm lợi ích trong dự án khu đô thị Thủ Thiêm.